Trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng quận Ô Môn đã thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất, quận thực hiện được là 27.685 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch. Chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hiện toàn quận có 1.355 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với khoảng 14.172 lao động. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 108 tỷ đồng, đạt 78,21% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91% dân số. Tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ô Môn yêu cầu các địa phương đơn vị cùng với tăng cường phòng chống dịch, tập trung thu ngân sách, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.